Vịnh Bao Lữ à, tụi bo về nha anh em. Đây xin sò canh canh tí rồi nha, à lúc cần luôn à, no no về nha anh em. Đây anh lắp cho anh em coi, bầy rộng luôn à, hát chỗ chứa đi về, còn chỗ chứa nãy đi tiếp rồi nghe anh em. Bây giờ nhảy đâu ông nội, sốc ngạnh cái tê không. Mang dâu ăn đủ bò nè à. Còn mấy con ở đâu à, có con tôm, tôm quá trời quá không được nè, chui đây hết rồi. Chơi gì chơi à, đó cá, ăn cá sáng hú em nè, đóng cái đầy nhóc nồi luôn, tỉnh tỉnh không nè, bò chết quá trời luôn rồi, không lứt thuốc chế rồi, chú bò heo 4 tí à. Tính tính rồi à. Mệt quá. Để lên con lợn chết bắt ra. Cá bị cũng chết nhiều. Bầy rộng về. Không bầy rộng đi tiếp nữa. Tủ lạnh sáng là kết thúc nè anh em, đẹp quá, bù bò vậy, no nữa nha anh em, ai miếng ít cỏ cỏ. Mà đã nhập cận nha. Mình 5 ký nha. Rồi, lúc bò nữa. Ký. Cảm nghĩ sao con này, con này con quỷ hơn hết, con này con quỷ hơn hết anh em. Thật ra tiêu hết rồi, trốn rồi hết rồi, cứu mày, cứu mày hả, hết rồi. Đổ nước hết đó đi. Nó có trắng đâu mà.
có nhau đó, phụ mẹ hậu sốc nhận cho cho. Còn ở trống không? Đổ sao mà không câu gì hết. Còn con nào đâu? Đó thì dần nó tiêu trời. Con con cái thời gian bự chà bá luôn nó mất tiêu trời. Nhớ đâu có xúc rộng đâu cái gì. Phải hết bự nấu cho nó ăn. Trời nó ăn cái gì muốn bể rồi đó. Con ăn rồi vậy à. Bữa nấu con chua con có ăn đâu. Ăn ít nữa không? Dâu. Hello anh em. Từ thấy quần què á. Lên lô bắt rít anh em làm quá mình chuyển món ngang anh em. Đó. Về đi mấy con tiếng đồng hồ như đây à. Giờ đầy nhóc cái rộng à. Phải nhờ quyền trợ giúp người nhà ra ra đang cầm cá về. Mình đi bừa tiếp. Diêm đâu mà cá. Ông nội mẹ ô. Cái gì mới có tiếng hồ 3-4 ký cá à. No nóc nữa rồi. Mấy anh cứ bắt rít đi. Còn cá để cho em chích nha. Đó. Cá rô thì chúa không nha. Còn trái dai đừng nói tới cái trái dai. Bệnh địa cái trái dai. Có mới cá lóc nằm dưới luôn ta. Trái dai không nha anh em. Lóc nè. Đó. Sáng ăn cá. Alo ông Đắc. Cá rô bành bành phành. Cá trê. Đủ quậy không. Cứng rộng rồi anh em ơi. Phải trợ giúp người nhà ra chở về. Xong đi tiếp. Quá khứ anh em ơi. Nhà bắt ong đi bắt cá nha. Nói lên bắt rít là không lợi. Ngự đông như cái chợ rồi. Mình chuyển hoang rồi mình chờ cá. Mình hốt một cái mới có tiếng mấy. Ông bà còn thương. Hốt cái cứng rộng. Chờ ngự ra cái lụm nha. Chờ ngự ra xớt cá cái về cái mình chích tiếp. Hello, hello Nguyễn Hồng. Rít thanh an lên bình địa không đi. Nó đến ngừ cũng bình địa luôn. Để gì anh trả anh đụng mà chạy hồi đụng lộn luôn á. Ngừ như cái chợ trên á. Này chắc ăn hơn nè. À, 3 ký à. Dễ ăn không? Bào lát 5 số ký về. Đi ngát 3 ký đủ bò. À. Sáng ăn cá hú nha. Mày vô. Nãy giờ thấy chắc cũng được gần ký rít rồi anh em. Đó, nhiêu đây thấy gần ký rít rồi ha. Lắm. Ghê quá. Đó. Nè. Đây nè. Cứ muốn không nước. Thank you.
cá dạ. Thịt thì thiệt. Ừ. Có cá thì dài không? Dài quá trời nè. Có cá vàng, cá dài cả 1 ký nữa. Bắt vô cậu ba con rồi đó. Bỏ vô bên đây, bỏ bỏ đầu đó đi. Ừ. Ừ. Bằng cá tê gì nhỏ nhỏ vậy đó, vừa rồi bằng cá bẹt này đi. À. Cái gói đầu cá rô. Ủa dính cá chặt nữa hả mày? Chết mà. Chết ừ. Tạo.